Tập 22. Chính chủ, tôi có chuyện này muốn thương lượng với anh. Anh nói đi. Ý của anh là Phạm Ba vẫn không biết tôi và Trương Dương bị bắt? Đúng. Tôi bằng lòng làm việc này cho anh. Anh khoan trả lời chắc chắn đã. Lần hành động này vô cùng nguy hiểm. Tôi hy vọng là anh suy nghĩ thật là kỹ rồi mới nói với tôi. Không cần. Năm đó khi tôi đi thi vào trường cảnh sát, tôi chỉ hy vọng là sau này chúng ta có thể cùng nhau phá án lớn. Đáng tiếc là tôi cố chấp nên bị đuổi đi. Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi, còn cho tôi cơ hội để lấy công chuộc tội. Tôi đã quay lại. Tuấn Khanh, cuối cùng anh cũng quay lại rồi. Lần này được quay lại, đừng để bị đuổi nữa đó. Có thể chào đón người ta được không? Hoan nghênh anh quay lại. Các vị, làm phiền các vị lần sau nhẹ tay một chút đi. Tuấn Khanh, Chính Vũ, đây là thân phận mới của Dương Tuấn Khanh. Một chữ cũng không được nhớ sai. Tên của cậu ta là Dương Hiếu Kiên. Hiểu rõ. Tôi đã vào trạng thái chuẩn bị hành động. Hành động sẽ lập tức bắt đầu. Nhưng đối với hai cậu, tôi cần phải có buổi huấn luyện đặc biệt. Mật mã Mốc Sơ. Đội trưởng Trịnh, hiện tại có nhiều công cụ truyền tin công nghệ cao. Loại mật mã Mốc Sơ này nên bỏ từ lâu rồi. Nè cậu nhóc, cậu nghĩ các phần tử phạm tội hiện nay, chẳng lẽ chúng không biết cảnh sát chúng ta dùng công nghệ cao để trấn áp chúng, chúng cũng không có biện pháp để đề phòng loại công nghệ cao này sao? Lần này tình huống các cậu gặp có thể sẽ phức tạp hơn, nguy hiểm hơn. Tôi cảm thấy vào thời khắc mấu chốt, mật mã Mốc Sơ sẽ phát huy tác dụng đó. Dương Tuấn Khanh, anh làm gì vậy? Đâu có làm gì đâu. Có chuyện gì sao? Đâu có. Được rồi, anh có chuyện. Là chuyện gì? Anh muốn nhận lỗi với em. Anh lại không muốn từ chức phải không? Chuyện là như vậy. Lãnh đạo của tụi anh rất coi trọng anh. Gần đây trong cục của tụi anh có một nhiệm vụ quan trọng, muốn điều động người từ các đơn vị về hỗ trợ. Trước khi anh lập đơn từ chức, lãnh đạo của anh đã báo tên của anh lên trên rồi. Chuyện phiền phức nhất hiện giờ là anh không thể đổi chỗ với ai hết. Em nói xem, nếu như bây giờ anh mặc kệ, phủi tay rời đi, chẳng phải rất không hay với lãnh đạo sao? Cũng tạo hình ảnh không tốt trong cục nữa. Giờ làm sao đây? Anh tham gia với họ đi. Thật hả? Thật mà. Em không giận gì à? Sao em phải tức giận? Chỉ vì em mà anh phải từ bỏ công việc làm cảnh sát mình thích, sao em lại có thể giận anh được? Đúng rồi. Vậy còn việc từ chức, vẫn từ chức. Có điều em sẽ chờ anh làm xong nhiệm vụ lần này. Tóm lại anh đã hứa với em là đi cùng rồi. Được rồi. Nhiệm vụ lần này của anh sẽ kéo dài khoảng bao lâu? Khoảng mấy tháng. À đúng rồi, lần này em đi làm nhiệm vụ là phải phong tỏa tin tức. Có khả năng sẽ không gọi cho em được. Là vậy sao? Anh không từ chức là vì nguyên nhân này à? Đương nhiên rồi. Thôi được rồi, em biết rồi. Nhưng mà dù anh có làm gì, anh cũng phải biết tự bảo vệ mình đó. Anh cũng không cần phải lo cho em. Em sẽ không đeo vòng tay này đâu. Thiên Nhàn, cảm ơn em. Chúc mừng hai cậu đã vượt qua bài kiểm tra mật mã Mốc Sơ. Ngày mai chúng ta sẽ chính thức bắt đầu hành động. Hai cậu về sớm chuẩn bị một chút đi. Được rồi, chúng tôi đi đây. Đi thôi.
Dương Tuấn Khanh. Gọi anh kìa. Tôi là Dương Hiếu Kiên. Đây là một bài kiểm tra. Cậu đã vượt qua bài kiểm tra. Tôi nói cho các cậu biết, bọn tội phạm sẽ dùng đủ mọi cách để kiểm tra hai người. Hai cậu nhất định phải cực kỳ thận trọng, bảo trọng. Con mang theo một ít quần áo. Con trai, mà nói con nghe, lần này là nhiệm vụ cuối cùng của con đó, nghe chưa? Con biết rồi. Thiên Nhàn không giận con đó chứ? Cô ấy rất là hiểu con. Bà cho con biết Thiên Nhàn là cô gái rất tốt. Con đừng để cho cô ấy thất vọng đó. Lần này sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lập tức từ chức đi. Bà không cần đem mấy cái thứ đó, không cần dùng tới. Sẽ có lúc con cần đó. Anh Phạm, đây là bạn của tôi, Dương Hiếu Kiên. Chào anh. Chào anh Kiên. Nào nào, qua ngồi đi. Anh Kiên, sao thấy anh quen mặt vậy? Vậy sao? Tôi thì lần đầu tiên gặp anh đó. Chính Vũ, có. Lần trước đưa xe cho anh Trương, đã làm phiền anh rồi. Tiện tay thôi. Sau này anh Phạm cần gì cứ việc nói, tôi không nói lời khách sáo nữa. Nè anh Kiên, Chính Vũ nói anh muốn lấy ít hàng ở chỗ của tôi. Anh Kim nói là trong tay của anh rất nhiều hàng. Có một chút tôi muốn mua. Cậu cần bao nhiêu? Anh có bao nhiêu? Người anh em, tôi ra ngoài một chút, lát nữa quay lại chúng ta bàn tiếp. Chính Vũ, người bạn này của cậu há hộng lớn quá, có đáng tin cậy không? Chúng tôi đã quen được một thời gian, hắn có nhiều khách lắm. Vậy sao? Nhưng mà tôi chưa từng nghe tên của hắn ta. Nghe nói anh ta từng làm chung với anh Duy. Anh có biết anh Duy không? Không quen lắm. Đi. Anh Kiên, hàng trong tay tôi đã được khách cũ đặt hết rồi. Nếu có hàng mới, tôi sẽ lập tức liên hệ với anh, được không? Anh Phạm, càng nhanh càng tốt. Nào, tôi chúc cho mọi người hợp tác vui vẻ. Nào anh Kiên, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Đã qua 2 ngày rồi, Phạm Ba vẫn không liên lạc với tôi. Chẳng lẽ là lúc gặp tôi đã để lộ ra sơ hở gì khiến hắn nghi ngờ sao? Tôi cũng cho tung tin ra ngoài tới tay bọn ma túy. Tôi nói cậu là người của anh Duy, đang cần lượng hàng lớn, cần tìm một người có thể cung cấp nổi hàng cho mình. Nếu như Lạc Duy còn ở Tần Đô, tôi nghĩ là mấy tin tức này sẽ tới tay của hắn thôi. Đừng sốt ruột hả? Người sốt ruột nhất là Chính Vũ. Tôi thật lo lắng, vừa mới cho nấy hy vọng lại để cho nấy thất vọng rồi. Về chuyện này cậu phải nói ngay với cậu ấy, yêu cầu cậu ấy phải bình tĩnh. Tôi cho hai cậu đủ thời gian. Là Chính Vũ. Alo, Chính Vũ, muốn gặp mặt tối ngày mai. Được, tôi lập tức báo với đội trưởng Trịnh. Phạm Ba liên lạc với Chính Vũ sao? Đúng, hẹn chúng tôi ngày mai gặp chỗ cũ. Alo, Thanh Dung, cửa sau thế nào rồi? Không thấy bóng dáng Phạm Ba đi vào cửa sau tụ điểm karaoke. Được, tiếp tục theo dõi sát vào. Rõ. Họ còn chưa tới. Họ không định cho mình leo cây chứ? Yên tâm đi, trấn tĩnh lại.
Alo, Bạch Dĩ, đội trưởng Trịnh. Hai tên lưu manh hôm trước chặn đường tấn công anh vừa được hệ thống nhận diện gương mặt phát hiện. Chúng đang ở bến cảng gần bãi chứa hàng Thanh Sơn, phụ cận Tân Hải trên đường lớn. Đội trưởng Trịnh, tôi đề nghị anh hãy lập tức chỉ huy truy bắt chúng, không được để chúng chạy thoát. Hiện giờ tôi đang có việc gấp, không thể bắt ngay được. Được rồi. Alo, ông chủ Dương, tôi là lão Trịnh đây. Đội trưởng Trịnh, không cần dùng ám hiệu, Phạm Ba vẫn chưa tới. Tôi thấy hôm nay có lẽ chúng ta không thu hoạch được gì rồi. Tôi có một chút việc gấp cần rời đi. Tôi có thể đi được không? Yên tâm đi đội trưởng Trịnh, tôi lo liệu được. Được rồi, vậy đi. Tới rồi. Anh Phạm, cuối cùng anh tới rồi. Anh Kiên, Chính Vũ, tôi giới thiệu người bạn cho hai người. Anh Đạt, anh Phạm, anh đâu có nói là sẽ dẫn bạn đến đây. Không phải là anh Kiên đang sốt ruột muốn lấy hàng sao? Bên anh Đạt có nhiều hàng. Vậy thì tốt quá rồi. Tôi cầu còn không được. Anh Đạt, trong tay con có bao nhiêu hàng? Rất nhiều. Anh muốn mua không? Muốn chứ. Tôi đương nhiên muốn mua rồi. Được rồi, tôi dẫn anh đi xem hàng. Thật thoải mái. Đi, anh Kim, đi theo anh Đạt xem hàng đi. Khoan đã. Người anh em, cậu không cần đi đâu. Ở đây với anh Phạm, không có điện thoại của tôi, không ai được phép đi. Được. Anh Kim, vậy anh cứ làm theo lời của anh Đạt đi. Anh Đạt, tôi đi gọi điện thoại đã. Gọi điện thoại cái gì? Xem hàng quan trọng hơn. Anh Đạt, tôi gửi WeChat cũng được chứ. Điện thoại này tôi tạm giữ. Anh Đạt, anh làm việc đúng là cẩn thận thật. Anh Kim, chờ tin tốt của tôi. Anh Đạt, đi thôi. Anh Phạm, anh Đạt này có vẻ thần bí quá. Xin lỗi nghe. Anh Kim, anh Đạt căn dặn vậy rồi. Nào, đứng lên đi. Đứng lên. Đồ cài này đẹp thật. Hả? Nào, ngồi đi. Chúng ta ca hát, uống rượu thôi. Anh bạn, làm gì vậy? Anh Đạt, không tới mức này chứ. Đây là quy tắc. Tôi đi vệ sinh một chút. Nè, khoan đã, tôi cũng đi.
tôi đã bị đưa đi, không rõ đi đâu. Thành Dung, chúng tôi đã tìm ra Tuấn Khanh. Sao hả? Anh giấu hàng ở chỗ nào? Tôi muốn giấu thi thể của anh. Ở chỗ này thì có. Anh làm vậy là quý gì? Anh là dân làm ăn hay là bọn cướp vậy? Đương nhiên tôi là dân làm ăn rồi. Nhưng anh thì không. Anh là cảnh sát. Anh Duy, đừng nhìn nữa, ra đây đi. Cái thằng nhóc này, sao cậu biết tôi ở đây? Tấm bia đằng sau, trong văn phòng cũng có. Cuốn tiểu thuyết trên bàn, cũng có cửa hàng. Dọn sơ sơ được rồi, được rồi. Còn hiệu thuốc lá này nữa, cậu hút không? Đây là loại anh thường hút. Không ngờ tên nhóc cậu cũng tinh mắt thật đó. Mà anh Duy à, quá ra ở đây. Thời gian qua anh sống cũng thoải mái thật. A Đạt, đừng chỉ súng vào Hiếu Kiên nữa. Tôi đã nói với anh rồi, cậu ấy là người của mình. Hiếu Kiên, gần đây có phải là cậu muốn tiền tới điên rồi hay không? Cậu không muốn sống nữa à? Anh Duy, anh nói vậy là sao? Cậu muốn làm ăn thì thôi đi, sao còn nói với mọi người là người của tôi? Cậu không biết cảnh sát đang truy nã tôi à? Anh Duy, không phải trước đó tôi đã nói với anh, tôi đây muốn nhân lúc còn trẻ kiếm nhiều tiền một chút. Anh cho tôi 200 ngàn, coi như tôi có một chút vốn. Nhưng tôi không có người đỡ đầu. Anh Duy, tôi tới những chỗ bán hàng rồi, nhưng mà những người bán hàng kia không ai chịu tin tôi. Tôi đành phải kéo gia hổ làm cờ cho mình, nói tôi là người của anh Duy. Cũng may Phạm Ba tới gặp A Đạt hỏi chuyện về cậu. A Đạt đem chuyện này nói với tôi. Tôi kêu A Đạt đem cậu về đây, nếu không cậu đã sớm rơi vào tay của cảnh sát rồi. Anh Duy à, anh với Phạm Ba rốt cuộc có quan hệ gì? Một nhân vật nhỏ thôi, tôi không biết hắn hay lấy hàng cho A Đạt. Được, hiểu rồi. Cảm ơn anh Duy đã nghĩ cho tôi. Nếu là như vậy, tôi xin lặng một thời gian, chờ mọi chuyện qua đi, tôi mới làm lại. Hiếu Kiên, thời gian này, cậu cứ ở đây đi, ở đây với tôi. Căn phòng trong kia, tôi thu dọn cho cậu rồi. Ở chỗ này sao? Điều kiện hơi kém một chút, có hơi cũ một chút. Nhưng nếu cậu muốn ăn hay muốn uống thứ gì, tôi sẽ nói A Đạt mua cho cậu. Được, vậy tôi sẽ ở đây cùng với anh Duy. Có thể trả lại điện thoại cho tôi được chưa? Ở đây không có tín hiệu, có lấy điện thoại cũng vô dụng. Sao hả? Anh muốn ngăn cách tôi à? Anh Duy, anh không cho tôi đi, chắc là còn nguyên nhân khác. Chuyện này, anh Duy, tôi đưa hắn đến đây đã rất nể mặt anh rồi. Tôi hiểu rõ. Hiếu Kiên, thời gian này cậu cứ ở lại đi. Có vài chuyện hiện tại không tiện nói với cậu. Chờ sóng gió qua rồi, tôi cam đoan cậu sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Alo, anh Đạt.
À, tôi biết rồi. Được, liên lạc lại sau. Anh Phạm, tình hình sao rồi? A Đạt mới vừa nói chúng ta có thể đi. Vậy Hiếu Kiên đâu? Hiếu Kiên đang ở chỗ của anh Đạt. Ở đâu mới được? Đội trưởng, chính chủ, hôm nay cậu làm rất tốt. Cũng may lại có cậu kịp thời thông báo với chúng tôi. Chúng tôi đã tìm ra được Dương Tuấn Khanh. Anh ấy an toàn không? An toàn. Tốt. Vậy cần tôi làm gì nữa? Không cần đâu. Cậu chỉ thể hiện giống như lúc bình thường là được. Tuyệt đối không nên làm gì khiến cho Phạm Ba và A Đạt nghi ngờ. Được rồi, tôi biết rồi. Đội trưởng Trịnh, về rồi hả? Sao rồi, có tìm được gì không? Không tìm được. Bọn họ xuất hiện vài phút ở đường Tân Hải, sau đó liền biến mất. Tôi đã đi một vòng quanh khu vực đó rồi. Cả máy quay giám sát cũng đã tới xem qua, vẫn không thấy họ đâu. Bạch Dĩ, tôi tới thay ca, tình hình sao rồi? Dương Tuấn Khanh và A Đạt đã vào đó một đêm, tới giờ vẫn chưa ra. Đội trưởng Trịnh có dặn dò gì không? Theo dõi 24/24, tạm thời không đánh rắn động cỏ. Nhưng Dương Tuấn Khanh vào đó lâu như vậy, nếu lỡ như Kim Chính Chủ bình yên rời khỏi địa điểm hát karaoke cho tới Dương Tuấn Khanh vẫn chưa bị lộ. Được rồi. Anh Duy, tôi ở đây chờ ròng rã hai ngày trời, không thể rời đi dù nửa bước. Điện thoại của tôi cũng tịch thu, trò chơi điện tử cũng không có. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc tôi ngạt chết ở đây quá. Ở lâu chút sẽ quen thôi. Cậu nhìn tôi đi, anh coi vậy có được không? Hiện giờ cảnh sát vẫn chưa theo dõi tôi. Hay là để tôi ra ngoài trước, anh giới thiệu cho tôi vài người bán. Tôi sẽ đi làm vài vụ lớn. Chờ tôi kiếm được tiền rồi, anh mới trở ra. Chúng ta cùng nhau đi Đông Nam Á, ung dung dạo chơi một vòng lớn. Nói rất có lý, cũng nên tính toán cho chuyện sau này một chút. Vậy ngày mai tôi đi ha. Chuyện này tôi đã quyết định được. Không phải, anh Duy à, anh còn nghe người khác nữa à? Không phải chỉ có A Đạt thôi sao? A Đạt, hắn không có bản lĩnh này. Là kẻ sau lưng hắn không cho chúng ta ra ngoài. Ý của anh là sao? Sau lưng A Đạt còn có người khác à? Không phải. Người này là ai? Sao mà thần bí vậy? Anh ơi, gặp tôi gấp gáp như vậy có chuyện gì? Giới thiệu cho anh một người bạn. Là người bạn nào? Hiếu Kiên, ra đây chào anh ơi đi. Cậu em, vào trong chờ một chút đi. Trước đó tôi đã nói gì? Càng ít người biết thân phận của tôi càng tốt. Cậu không nhớ à? Cậu em này rất đáng tin. Huống chi lúc đó tôi kêu A Đạt đón cậu ấy, anh cũng biết mà. Cậu nhớ cho rõ, sau này đừng đưa những kẻ không rõ lai lịch tới giới thiệu với tôi. Có chuyện quan trọng gì cứ nói với tôi được rồi. Nếu tôi nói với anh chuyện quan trọng cần nói, anh sẽ tới à? Có tới hay không là do tôi quyết định. Nói đi, gặp tôi gấp như vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Anh đới, người anh em này của tôi rất là lanh lợi, cũng rất là có nghĩa khí.
Tôi đã chán ngồi yên chờ ở đây, rất lãng phí. Tôi muốn để cho cậu ấy ra ngoài làm giày dụ, cho mọi người kiếm chút tiền. Lúc đầu nếu không phải là anh Khôn gật đầu, tôi cũng không đồng ý để cậu ta đến đây. Bây giờ cậu lại muốn để cho cậu ấy ra bên ngoài sao? Không thể nào. Được. Anh Khôn nói là ít dùng điện thoại. Cú điện thoại này là tôi gọi cho anh Khôn. Anh Khôn, chuyện là như vậy. Tôi muốn giới thiệu anh em của tôi với anh Đới, cho nên là mới mời anh Đới qua đây. Anh Khôn muốn nói chuyện với anh. Anh Khôn. Được, làm theo lệ nói đi. Anh Khôn, thật xin lỗi. Được, tôi biết rồi. Anh Khôn nói điện thoại này sẽ giao cho rắn giữ. Làm theo lời của anh Khôn nói đi. Rất tốt. Sau này có chuyện gì nói rắn chuyển lời tới tôi. Đội trưởng Trịnh, đã có thông tin của chủ xe, có tình hình gì không? Phó kiếm, từ này chỉ con rắn phải không? Là từ chỉ con rắn. Không có phạm tội gì, nhà máy bị phá sản đó là của anh ta sao? Phải. Bạch Dĩ, đã lắp đặt xong hết chưa? Đã vào vị trí, chuẩn bị lắp đặt, tốt. Con rắn, tên này cũng thú vị thật đó. Cánh tay đắc lực của anh Đới Lâm. Tôi có một chút không hiểu. Người họ Đới cuối cùng là ai chứ? Anh Khôn lại là thần thánh phương nào? Anh Khôn mới thực sự là lão đại. Tôi với Đới anh Lâm đều là thủ hạ của anh Khôn. Hóa ra là như vậy. Anh Khôn này rốt cuộc là người như thế nào? Khi nào cậu gặp được, cậu sẽ biết. Tôi thấy tên họ Đới này rất là tôn trọng anh Khôn. Tôi đi theo anh Khôn đã nhiều năm, trước nay là thủ hạ đắc lực của anh Khôn. Khoảng 3 năm trước, anh Khôn thu nhận Đới Anh Lâm. Chẳng lâu sau, anh ta đã cướp luôn chỗ của tôi. Vậy sao? Tôi thấy là anh ta không giống kiểu người làm nghề chúng ta. Thân phận bên ngoài của anh ta là ông chủ lớn, làm bên dịch vụ hậu cần. Tiền buôn bán ma túy của chúng ta đa phần được rửa sạch ở chỗ anh ta. Nhà máy bị phá sản này cũng để cho anh ta thu mua lại, muốn cải tạo thành khuôn viên, tới giờ vẫn chưa khởi công, nên mới đưa tôi về đây giấu. Chẳng phải là rửa tiền hay sao? Cần gì phải kiêu ngạo chứ? Anh ta không phải là chỉ đơn giản rửa tiền. Nếu như nói anh Khôn là Tống Giang, thì họ Đới chính là Ngô Dụng. Dùng chuyển phát nhanh để chuyển hàng, dùng trang web để liên lạc với người mua, đặt server ở nước ngoài, toàn là do Đới Anh Lâm nghĩ ra. Nghe anh nói vậy, anh ta ra chiêu này rất cao. Cao? Cao thì không để cho cảnh sát phát hiện chứ. Cậu muốn làm ăn lớn, tôi không giúp được rồi. Nhắc tới tôi mới nhớ Đới Anh Lâm. Vào 2 tháng trước, có tìm ra một nhóm hàng tên là C2. C2? Cái đó là gì? So với ma túy, ngựa hồng là cùng loại, nhưng mà ảnh hưởng rất là lớn, dễ nghiện hơn, tiêu thụ cực tốt. Vậy hả? Vậy chỗ nào cung cấp hàng? Cả tôi cũng đâu có biết. Loại chỉ có Đới Anh Lâm và anh Khôn biết thôi. Họ có nhập hàng nhiều không? Không nhiều, mỗi lần chỉ vài cân. Nhưng mà Đới Anh Lâm nhập hàng số lượng càng lúc càng lớn. Vậy nên nếu cậu muốn kiếm tiền, cậu phải nhận được vụ làm ăn từ chỗ Đới Anh Lâm. Chắc chắn chuyện phát tài là không thành vấn đề. Anh Duy à, hẹn chi lại muốn giới thiệu tôi với anh ta. Cảm ơn anh.
Bạch Dĩ, đội trưởng Trịnh đã lắp đặt xong rồi. Tốt. Dương Tuấn Khanh lúc nào mới được phép ra ngoài? Kiên nhẫn chờ đi. Đây là xe của tên Trắng. Thanh Dung, mau đi. Hắn vào phòng kia, nhìn thấy chưa, có hai cái tách. Vậy là trong phòng còn có một người nữa. Để con lái xe. Thanh Dung, vừa rồi người đàn ông đi cùng với tên Rắn, chú cảm thấy rất quen mặt. Con gặp hắn ta chưa? Con không có ấn tượng gì. Tiêu rồi. Sao vậy đội trưởng Trịnh? Hôm trước chị Dương của con có tìm được việc làm. Ông chủ công ty cho dễ tiền lương cao hơn lẽ thường tình. Chú cảm thấy chuyện này có vấn đề nên chú bắt dễ xin nghỉ. Người này con có biết, vì Dương gặp ông chủ đó trong bữa tiệc rượu của chị Đỗ. Ông ta tên là gì? Đế Anh Lâm. Này, chính là người này. Chẳng lẽ ông ta buôn bán ma túy, muốn thông qua dì Dương để lôi kéo chú sao? Chú lo lắng nhất chính là vấn đề này. Thục Quân, có chuyện gì sao? Anh muốn hỏi em một chuyện. Đế Anh Lâm này sau này có liên lạc với em không? Không có. Lần đó sau khi em xin nghỉ, hai bên cũng không liên lạc với nhau nữa. Có chuyện gì sao? Tốt, vậy thì tốt. Đâu có gì, anh chỉ hỏi thăm thôi. Đánh đi anh Duy. Đội 5, đội 7, đội 8, đội già, đội đầm. Cô nhã hứng quá ha.
anh rắn, đôi ách. Đi tiếp đi anh Duy. Anh Duy, Hiếu Kiên, có chuyện này cần nói với hai người. Có chuyện gì? Đôi mười. Anh Duy, lần trước anh có nói với anh Đới là để Hiếu Kiên làm ăn ở bên ngoài. Anh Đới cảm thấy không phải là không được, nhưng mà anh ấy vẫn chưa hiểu rõ về Hiếu Kiên. Chuyện này tôi có thể đảm bảo, nhân phẩm và năng lực của Hiếu Kiên là không có vấn đề gì. Nói thì nói vậy thôi, nhưng mà phong cách làm việc của anh Đới anh cũng biết mà. Cẩn thận lái được thuyền vạn năm. Không phải chứ, rốt cuộc là anh ta muốn như thế nào đây? Có một vụ làm ăn vừa mới bàn bạc xong, cần một người đi giao hàng. Để tôi đi đi. Hiếu Kiên, nếu lần này cậu có thể thuận lợi xử lý việc này, anh Đế cũng yên tâm về cậu. Sau này anh ấy sẽ cho cậu cơ hội phát tài. Vậy sao? Vậy phải cảm ơn anh Đế rồi. Cảm ơn anh Rắn nữa. Nè, chúng ta khi nào giao hàng? Tối ngày mai. Được, vậy tôi chuẩn bị thật cẩn thận. Không cần gấp. Hiếu Kiên, mấy ngày nay cứ ở trong đây buồn bực lắm phải không? Còn không phải sao, tôi đã muốn ra ngoài hít thở không khí lâu rồi. Vậy tôi dẫn cậu ra ngoài ăn bữa cơm, hít thở không khí, được không? Được chứ. Anh Rắn, có thể mang tới cho tôi một bộ quần áo không? Hồi quá rồi. Được. Dương Tuấn Khanh rốt cuộc được ra ngoài rồi. Anh Rắn, tốn kém quá. Không sao không sao. Nào ngồi đi ngồi đi. Cậu ngồi đây đi. Phục vụ cho thực đơn. Có ngày có ngày. Hiếu Kiên, muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên. Được rồi, xem đi. Đồ ăn ở đây phong phú thật đó anh Rắn. Tôi hiện giờ đang... Hiếu Kiên, cậu gõ cái này giống như có tiết tấu vậy. Trước kia cậu từng chơi nhạc sao? Anh Rắn, anh đừng nói đùa. Tật xấu thôi. Gọi món đi, gọi món đi. Anh phục vụ, anh lấy cho tôi dĩa đậu phộng, cá hấp, gà cay, với lại món bát bảo. Nhớ là cay đó nghe. Dạ được rồi, anh chờ chút. Được rồi, thích ăn cay sao? Có nó mới ngon. Cây. Ăn ớt không cần phải tốn tiền. Lấy giấy hả? Đã thiệt. Sao rồi? Sau khi việc thành rồi, tôi dẫn cậu tới một chỗ ăn ngon hơn. Được, anh Rắn, lần sau chúng ta đến đây ăn nữa đi. Không sao hết. Đi thôi, đi 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 đi. Dương Tuấn Khanh này thật là khó lắm mới ra ngoài được một lần. Anh ta lại chẳng để lại tin tức gì, cứ vậy mà đi sao? Chúng ta cũng đi thôi. Lạc Duy đang ở bên trong điều tra đến anh Lâm, anh Khôn. Tối mai tôi ra ngoài giao dịch. Dương Tuấn Khanh này đúng là có nhiều chiêu thật đó. Cách mắc ói như vậy chỉ có Dương Tuấn Khanh nghĩ ra thôi. Nhưng mà đến Lâm này quả thực có vấn đề. Anh Khôn là ai chứ?
Dương Tuấn Khanh vì sợ con rắn phát hiện, cho nên là cậu ấy đã gửi cho chúng ta một tờ giấy vô cùng nhỏ, nội dung cũng vô cùng đơn giản. Trên đó có 3 điểm cơ bản. Thứ nhất, cậu ta báo tin Lạc Duy đang ở trong nhà máy. Thứ hai, Lạc Duy và Đới Anh Lâm có mối quan hệ vô cùng không bình thường. Điểm thứ ba cũng là điểm quan trọng nhất, chính là vào tối mai Dương Tuấn Khanh sẽ đi tham gia một vụ giao dịch ma túy. Còn về tên anh Khôn đề cập trong tờ giấy, chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được thân phận thật sự. Được rồi, nói về kế hoạch cụ thể của anh đi.